Người lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Mày tính cho tí á, mẹ ơi mình làm phát 10 tiếng đỡ được mẹ tao rồi. Lúc trước anh Tạt làm 9 tiếng mà full 9 luôn. Anh mình thử nghỉ vừa đi học vừa đi làm đấy. Mình sẽ xong màu hồng mình sẽ xóa thêm 3 chữ nha. Thế không đi Hà Nội đi. Rồi. Không đi Hà Nội đi. Hà Nội đâu nữa. Thế tuyển thủ nhau đi. Nó có đi đâu. Đi. Mấy quanh để đường hai đèn. Anh kia thế nào là thế nào thế nào cho độ 5 phân? Bọn đéo à? Thì cứ làm thêm 7 thôi. Thì để em vào lấy cố để lấy để đi chơi. À, ý là vừa làm đủ năng suất vừa muốn được chơi đấy. Đi chơi á, kiểu anh bảo là nếu mà đủ năng suất thì được đi chơi á. Đi chơi ở đâu, chơi ở đây, giải lao này là đưa đi chơi. Đi cắm trại đấy. Anh bảo hay chưa bảo? Thế không bao nhiêu bảo anh Kiên bảo. Thích gì đi, thích đi thì thôi, nhưng làm việc nó rảnh đi. Để bé còn cố chấp khá. Vâng. Thế này em phải 10 chị đi làm 10 tiếng quá. 10 tiếng. Ừ, cái lúc trước em tạm làm 10 tiếng này. Làm nhiều lắm. 10 tiếng học 10 tiếng. Đó. Đó là mà lúc trước cứ thì đi từ 7 giờ đến 11 đến gần 12 giờ các bạn. 11 rưỡi không 7 giờ không 8 giờ. Đâu, đấy là lúc anh quyết bài em thế thì mới làm thế chứ. Nếu mà già, nếu mà tính theo tiếng thì em đi làm 7 giờ chứ. Đây là lúc anh quyết bảo. Vậy tôi màu xong nhé các bạn. Hello tất cả mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ xỏ màu vàng nha. Mình xỏ màu vàng nhé mọi người.
chữ vào cho cái vòng nó xong luôn. Và nên đã mất năm anh sớm để những mong sao. Cái này tên này, cái tiền quá. Tên thì cái bộ không phải hết, không hết gì hết. Mày giả à, ăn thế xong nó mới đi. Xin cho. Xin đi công ty không? Không làm ở đây nữa. Không, cứ làm ở giờ hỏi xem đã em. Làm thì mới làm chứ. Đi công ty cho lắm tiền. Đấy. Đi công ty cho lắm tiền. Nhưng mà nóng mưa chịu, nóng mưa ấy khó nhất, khó thôi. Hello tất cả mọi người.